Nay Lạc biết ba bận nên tự ra nè. Ba thấy bé Lạc giỏi không? Cơm với cháo huyết hạ ta, phải kiểm tra coi phải không? Ba từ từ, con kiểm tra xíu đã. Ồ, hình như có ai đi ngang nhà. Kìa ba, nhìn ngon á ba. Đâu để con kiểm tra cái. Ừ đúng là cháo huyết nè. Ba gấp chứ Lạc có gấp đâu. Lạc cứ từ từ vậy á. Hừ, ba mà hối là Lạc khỏi ăn luôn á. Để Lạc kể cô chú nghe, sao hôm nay ông ba bận. Đợi xíu, Lạc nếm xem cơm ngon không. Yes. Rồi Lạc kể cho cô chú nghe. Rồi ok giờ kể nè. Chuyện là ông ba mới mua cái máy hàn sắt để hàn lại mấy cái cửa nhà dưới. Lý do là do Lạc tẻ giết, nó rỉ sét hư hết. Ông ba làm cả tuần rồi mới được ba cái cửa nhà dưới. Cái sáng này Lạc nghe chị ba nói với ông ba. Lạc tè trước cửa phòng chị ba mà hên không phải sắt nên không hư. Có lý do Lạc mới tè vậy chứ đâu phải tự nhiên. Là do chị ba tự nhiên dẫn ở đâu hai khứa này vào nhà. Một đứa tên Chu, một đứa tên Trao. Nghe cái tên hai đứa nó thôi là Lạc thấy bất ổn rồi. Nó ở trong phòng chị ba làm Lạc không vào nằm được. Do Lạc vào tè đánh dấu phòng chị ba nên chị ba không cho Lạc vào trong phòng. Lạc chuyển sang tè trước phòng chị ba. Do nguyên cái nhà này đều là lãnh thổ của Lạc mà. Dù hôm trước bạn chị ba có tặng cho Lạc túi snack gà để lấy lòng bé Lạc cho hai khứa đó ở kế vài hôm. Ăn thì cũng ngon đó, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Bé Lạc đâu phải kiểu chóa, dễ bị mua chuộc như dị. Lạc nói cho ở ké, chứ đâu có hứa không tẻ lên đầu tụi nó. Do tụi nó ở trong nhà Lạc mà. Mới tè ngập cửa phòng chị ba, có một ngày thôi. Mà sáng nay mẹ hai khứa đó đón tụi nó về rồi. Dân chơi gì mà sợ, mới có nhiêu đó mà chạy rồi. Mà phải công nhận kế của Lạc hiệu quả ghê. Nên giờ Lạc ăn cơm xong, Lạc chạy vào phòng chị ba ngủ như thường ngày. Quá đã. Yes. Lạc ăn xong vào phòng chị ba ngủ máy lạnh. Còn ông ba đi hàn tiếp mấy cái cửa bị Lạc tè hư. À, ngoài cửa nhà ra còn hai cái cửa cổng nữa. Kiểu này chắc ông ba làm cả tháng mới xong. Thương ông ba quá trời, nhưng mắc đánh dấu quá, nhịn không được á. Mà nghĩ cũng tốt, cho ông ba có công chuyện làm. Chứ ở không mắc công, bệnh đủ thứ nữa. Lạc đúng là thằng chó, hiểu chuyện mà. Lạc ăn xong rồi, giờ Lạc đi ngủ, chào cô chú nha.